YouTuber Thơ Nguyễn im lặng trước ồn ào, Hoa hậu Nhí Bảo Ngọc vui vẻ tổ chức họp fan để tự chữa lành. Sau khi cùng mẹ và quản lý lên tiếng về ồn ào liên quan đến YouTuber Thơ Nguyễn trên trang cá nhân của mình, Hoa khôi Nhí Cần Thơ Lê Huỳnh Bảo Ngọc mới đây vừa khoe loạt ảnh trong buổi họp fan thân mật với những khán giả thân thương. Theo chia sẻ, Bảo Ngọc xuất hiện giản dị nhưng không kém phần tươi tắn để giao lưu, ký tặng và chụp hình cùng các fan. Nữ diễn viên Nhí bày tỏ xúc động khi nhận được sự thương yêu từ khán giả. Cô nói, dạ, con vui quá trời vui luôn. Bảo Ngọc cảm ơn tình cảm của các cô chú, anh chị, các em bé Nhí nhé. Chị Bảo Ngọc, Lam Chi yêu các em rất nhiều. Bảo Ngọc chúc cả nhà sức khỏe, luôn cười thật tươi như thế này nhé. Mãi yêu. Những hình ảnh tràn đầy năng lượng của Bảo Ngọc mới đây đã phần nào khiến khán giả yên tâm sau khi cô bé vừa trải qua biến cố tâm lý. Cụ thể, hồi đầu tháng 11 này, Lê Huỳnh Bảo Ngọc bất ngờ bị tấn công dữ dội trên mạng xã hội sau khi nữ YouTuber Thơ Nguyễn lên clip bóc phốt thái độ làm việc chảnh chọe của một nữ diễn viên Nhí. Dù không công khai nữ diễn viên Nhí này là ai nhưng cư dân mạng lại đổ dồn nghi vấn về phía Bảo Ngọc và lăng mạ cô bé không thương tiếc. Trước biến cố lớn, Bảo Ngọc phải nghỉ học vì bị bạn bè xa lánh. Mẹ cô bé chia sẻ con gái đã rơi vào trạng thái bất ổn, thậm chí từng muốn kết thúc cuộc sống. Cô nói, những bạn bè đang chơi cùng bỗng dần xa lánh con. Con đến trường, con đi chơi phố cũng bị xì xèo, chỉ trỏ và mọi người cho rằng con chảnh, làm màu, chơi xấu bạn bè, đối tác như những gì trong clip của người phụ nữ kia truyền tải. Con gần như bị cô lập, có thể khóc bất cứ lúc nào. Những lúc bị áp lực bủa vây, con thích ngồi trong bóng tối, không thích ra ngoài ánh sáng. Để minh oan cho con, mẹ nữ diễn viên Nhí đã cạo đầu khẳng định con gái rất ngoan hiền, chưa bao giờ sống sai với ai. Mẹ Bảo Ngọc cho hay, tôi không cho cháu dùng điện thoại. Mọi hoạt động văn hóa, biểu diễn của cháu đều do tôi giám sát và quyết định. Tôi dạy cháu từ nhỏ phải sống biết kính trên nhường dưới, sống có trước có sau. Tôi không thể tin được là mẹ con tôi lại phải chịu đựng giông bão đổ sập xuống đầu. Việc Bảo Ngọc bất ngờ bị bạo lực trên mạng xã hội khiến không ít khán giả trung lập bức xúc. Rất nhiều người đang dành những lời động viên, tiếp thêm năng lượng tích cực cho Bảo Ngọc sớm vượt qua lùm xùm không đáng có lần này. Về phía Thơ Nguyễn, kể từ sau khi lên clip nói về một diễn viên Nhí, nữ YouTuber chọn cách im lặng. Lê Huỳnh Bảo Ngọc sinh năm 2008, năm nay cô bé mới tròn 15 tuổi. Không chỉ biết đến với danh xưng Hoa khôi Nhí Cần Thơ, Bảo Ngọc còn là cô bé đa năng với các vai trò diễn viên, ca sĩ, người mẫu Nhí. Bảo Ngọc từng đoạt giải Á quân gương mặt thân que Nhí vào năm 2015 và gây ấn tượng với khán giả khi tham gia phim sitcom Gia đình là số 1/2. Mới 15 tuổi nhưng cô bé Bảo Ngọc sớm ra dáng mỹ nhân với gương mặt khả ái và chiều cao không phải dạng vừa. Nói về bí quyết tăng chiều cao ở tuổi dậy thì, Bảo Ngọc cho biết ngoài việc bổ sung các dưỡng chất cần thiết, 10-10 còn chăm tập luyện thể dục thể thao để có được vóc dáng như mong muốn. Cụ thể, Hoa khôi Nhí Cần Thơ nói, dạ cả nhà ơi, bí quyết tăng chiều cao và luôn luôn khỏe mạnh của con là mỗi ngày con uống thật nhiều sữa và tập thể dục mỗi ngày đó ạ. Xong, không chỉ sở hữu chiều cao khá ấn tượng, Lê Huỳnh Bảo Ngọc còn được khen càng lớn càng xinh. Xem qua những màn đọ sắc của 10-10 với các mỹ nhân Việt, dân tình không khỏi suýt xoa khen ngợi hoa hậu tương lai đây rồi.